Nội dung thắng tự quyền 27 nước nhóm tuổi B. Xin mời vận động viên Lương Thị Xuân Hà, đơn vị Hà Nội vào vị trí số 1. Mời vận động viên Nguyễn Thanh Thủy, đơn vị Cung Thanh Liên vào vị trí số 2. Mời vận động viên Phạm Hồng Phúc, đơn vị Hà Nội vào vị trí số 3. Kỷ Lý, đơn vị Hà Nội vào vị trí số 4. Xin mời vận động viên Nguyễn Thị Sơn Hà, Cung Thanh Liên vào vị trí số 1. Mời vận động viên Phạm Thị Hạnh, Đình Đăng Hải vào vị trí số 2. Mời vận động viên Nguyễn Thị Vân.